Hôm nay tiếp thị gia đình sẽ hướng dẫn bạn cách làm món đậu hũ om chuối xanh. Nguyên liệu gồm có 200g đậu hũ rán, 3 quả chuối xanh, 100g thịt quay chay, 100g giò nấm hương chay, 1 quả ớt đỏ, tía tô, lá lốt, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê mì chính, nửa bát nước mẻ nghệ, dầu ăn. Cách thực hiện như sau. Lấy một nồi nước sạch, cho vào 2 thìa súp nước mẻ nghệ, chuối xanh gọt vỏ, thái miếng vừa ăn. Ngâm vào nồi nước mẻ nghệ khoảng 15 phút để chuối ra hết nhựa và có màu đẹp. Vớt chuối ra để ráo. Giò chay thái thành từng miếng nhỏ. Tía tô, lá lốt thái rối. Ớt đỏ thái khoanh vát. Cho dầu ăn vào nồi đất đun nóng. Thêm chuối xanh, giò, thịt quay chay vào. Nêm hạt nêm, đường, muối, mì chính. Sau đó cho đậu hũ rán vào nồi. Đổ nước ngập nguyên liệu. Thêm 3 thìa súp nước mẻ nghệ vào. Ôm nhỏ lửa đến khi nguyên liệu chín tới. Ngấm gia vị. Cho tía tô, lá lốt, ớt đỏ vào nồi. Tắt bếp. Ăn nóng cùng bún. Mẻ và nghệ tạo cho món ăn có vị chua dịu và có màu vàng nhạt đẹp mắt. Thay mẻ bằng các loại quả có vị chua như me, sấu. Cảm ơn đầu bếp Lê Văn Đặng, nhà hàng Bồ Đề Tâm, 68 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội đã hỗ trợ thực hiện.